lửa ấm preview tập 48 đang chuẩn bị hành sự với ngọc thì minh nhận tin báo cấp phải đi làm nhiệm vụ quý vị khán thính giả thân mến tập 48 lên sóng có nhiều tình tiết hết sức bất ngờ nhưng cũng gây ức chế cho người xem khi cuối cùng ngọc cũng thỏa mãn được lòng tham của mình khi được minh đón nhận tình cảm trong một giây phút yếu lòng với những lời thổn thức của ngọc mình đã ôm chặt lấy ngọc và hai người quấn chặt lấy nhau Thế nhưng một sự việc hết sức bất ngờ xảy ra. Trong video giới thiệu tập 48 của bộ phim Lửa Ấm sẽ phải lên sóng lúc 21 giờ tối mai, có đoạn mình phải đi thực hiện nhiệm vụ. Đó chính là nguy cơ sẽ xảy ra một đám cháy do một người con hư hỏng, nghiện ngập nợ nần, về nhà đòi bố mẹ phải đưa sổ đỏ cho mình. Trong khi đó, bố thì nằm liệt giường, còn người mẹ thì gào khóc van xin con dừng tay lại bởi trong nhà không còn gì để bán nữa, không còn gì ra tiền nữa nhưng người con này nhất định đòi mẹ phải đưa sổ đỏ cho mình đúng lúc đó thì minh tới đứng ở ngoài mình biết rõ sự tình như thế nào và anh phải làm gì với tình tiết này khán giả đoán rằng có lẽ khi minh và ngọc đang đắm đuối với nhau cả hai đang chuẩn bị hành sự thì bất ngờ mình nhận được tin gấp phải đi thực hiện nhiệm vụ. Điều này khiến cho Ngọc vô cùng hụt hẫn, tưởng rằng có được Minh rồi nhưng ai ngờ trong phút quan trọng nhất như thế thì Minh lại bỏ mặc mình để đi làm nhiệm vụ. Đến lúc này Ngọc mới hiểu ra bao năm qua làm vợ Minh, Thủy cũng phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Và có thể đây cũng là tình tiết khiến cho Ngọc cảm thấy ái ngại về một tương lai nếu như mình ở bên Minh. Trong một phần cảnh khác, khi biết Thủy dọn đến căn hộ mới mua để ở, Khánh cũng đã tìm đến giúp đỡ Thủy, giúp Thủy mang đồ vào nhà và dọn dẹp. Hơn nữa, đây là cơ hội để Khánh bày tỏ tình cảm của mình với Thủy. Khánh biết rằng giữa Minh và Thủy đang xảy ra nhiều chuyện và đó là Do Ngọc, nhưng anh cũng thẳng thắn nói với Thủy rằng tình cảm mà mình dành cho Thủy không phải là do Ngọc tạo nên, mà đó là tình cảm chân thành Khánh dành cho Thủy. Khánh tha thiết mong Thủy cho mình cơ hội để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, Thủy đã cự tuyệt Khánh. Thủy thừa biết Khánh có tình cảm với mình nên Thủy đã giữ khoảng cách nhưng đến lúc này Khánh liều lĩnh đến tận nhà để bày tỏ tình cảm với Thủy. Thủy cũng mạnh mẽ phản kháng lại. Tuy nhiên chuyện gì sẽ xảy ra với Thủy và xảy đến với cả Minh khi Minh phải đối mặt với một vụ rất nguy hiểm như vậy. Chúng ta hãy cùng đón xem tập 48 của Lửa Ấm lên sóng lúc 21 giờ tối mai trên VTV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin tức 24h TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.